Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quán karaoke nằm trên địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vào tối qua 6 tháng 9, đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thống kê ban đầu có gần 20 người thương vong trong vụ cháy. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 6 tháng 9, đám cháy bùng phát tại tầng 2 và tầng 3 quán karaoke An Phú thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Quán karaoke bị cháy có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500m², trong đó diện tích cháy khoảng 400m². Quán chứa nhiều vật liệu trang trí, nội thất và gỗ nên ngọn lửa bùng phát nhanh và mạnh, khói đen bao trùm toàn bộ căn nhà. Các lối thoát và đường cầu thang đều bị ngọn lửa bịt kín. Nhiều nhân viên và khách hát đã liều mình nhảy từ tầng cao xuống để thoát thân, một số ở tầng cao hơn bị mắc kẹt do khói lửa lớn. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 13 xe chữa cháy cùng gần 70 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy và cứu nạn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy sau đó dùng xe thang tiếp cận khu vực tầng cao, đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn, đồng thời phun nước dập lửa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngọn lửa đã được dập tắt sau đó, tuy nhiên do ngạt khí nên nhiều người đã tử vong. Đến 8 giờ 20 phút sáng 7 tháng 9, xác định có ít nhất 12 người tử vong, 2 người bị thương nặng trong vụ cháy. Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.